Vâng, xin chào bạn. Rồi, hôm nay lại tiếp tục 1.000 ngày Stone. Ôi ơi, 1.000 ngày Stone. Đâu, theo như tập trước thì chúng ta đã tới ngày 496 rồi. Yeah, tập trước là mình mới để là có ngày 495 thôi đúng không? Đó. Nhưng mà cái lúc mà mình ngủ á, mình ngủ xong mình có thuốc video á, lúc đó là ngày 496 rồi. Ok, rồi thì hôm nay để tiếp tục vận chuyển tụi em dân làng ở trong đây đi vào trong kim tự tháp đó. Không, vận chuyển xong hết rồi đó, vận chuyển đầy đủ hết luôn rồi đó, mình sẽ vận chuyển cho đầy đủ hết luôn nha, đầy đủ vận chuyển đầy đủ hết luôn á, vận chuyển đầy đủ hết luôn rồi á, mình sẽ sửa lại cái đời cái chỗ này, sửa lại cái đường đi này, chúng ta sẽ tháo cái thang này ra thì chúng ta sẽ thay thế vào nó bằng một cái thang máy nước đó, bằng một cái thang máy nước đang chi đi cho nó nhanh đó, thang máy nước đi cho nó nhanh thôi chứ không có gì dân đó, chứ đi bằng thang cái đi đi bằng cái thang này trời nó lâu cũng chết luôn đó. Rồi sao rồi mình cũng sẽ đào một cái hố, các bạn đào một cái hố bự cha bá lửa, mình sẽ đổ nước vào trong đó để chi, để cho quái nó đừng có spawn ra, để mà cái hiệu quả của máy farm này của chúng ta nó được đẩy lên mức cao nhất đó, vậy thôi à, chứ không có gì dân á. Thôi bây giờ thì không liên thiên nữa, rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục dẫn chuyển cái tổ dân làng này vào ở trong cái kim tự tháp kia, và rồi hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình dẫn chuyển xong. Vâng, và mình đã quay trở lại rồi đây bạn ơi, và 512 ngày, quá tuyệt vời, chúng ta đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi, hơn một nửa một xíu thôi đó. Còn đâu tầm khoảng 400 nhiêu nhỉ, 488 ngày nữa, 488 ngày nữa mới đủ ngàn ngày nha mọi người đó. Và mình vẫn chưa thể nào vận chuyển cái tù dân làng vào trong cái kim tự tháp đó nữa, ha, xong mấy bạn đó, vẫn chưa xong bạn, vẫn còn một hàng nữa, vẫn còn cái nghề bàn về vẽ bản đồ các bạn, vẫn còn cái nghề vẽ bản đồ nữa ha đó. Vẫn còn cái nghề vẽ bản đồ nữa đó, và đây mình đã sửa lại cái máy farm sắt rồi đó, nhưng mà hiện tại bây giờ nó vẫn chưa bật rồi, nó vẫn chưa hoạt động ha, bởi vì sao, bây giờ đơn giản là chỗ này mình đã đập bỏ ra rồi, ở phía bên trong này nè, bên trong này mình đã đập bỏ những cái slab rồi đó, mình đập bỏ những cái mấy slab rồi cho nên hình ra là những con golem nó có thể xuất hiện, nó có thể xuất hiện ở trong đây đó, vì thế là cái máy farm của chúng ta là nó vẫn chưa thể hoạt động được đó, thì nói chung là xong rồi đó, chỉ cần là chúng ta lót slab xung quanh đây nè, lót slab xung quanh đây là đảm bảo máy farm ta hoạt động luôn đó. Và mình đặt tên cho em này là sống dai là huyền thoại. À, thật ra cái lúc mà mình bắt được một em zombie á, cái em zombie đó không có áo giáp gì hết trơn á, em zombie đó không có áo giáp gì hết luôn đó, thì mình đặt tên cho em đó là sống dai là huyền thoại rồi đó. Nhưng đó thì mình dụ em ấy đi vào đây rồi đúng không đó, cái lúc mà mình đang dùng cái xẻng mình phá đi những cái lốc mà chặn đó bạn, mình phá đi những cái lốc đất mà mình chặn đây nè, chặn đây để mà em ấy còn chỉ có đúng duy nhất, em ấy chỉ có đúng duy nhất một đường để đi vào trong trong chỗ này thôi á, thì có một con zombie khác nó đi từ phía dưới, nó đi từ đằng sau đi ra nó đánh mình cái, thế là mình bị té rồi, cái cây xẻng mà nó xịn quá nó lỡ ta nó đào nguyên cái khối cát này luôn, thì thế là em zombie đó em gớt xuống và thế là em ấy bị chết cháy. Vâng, nhưng mà không sao, mình đã nói chung là ở xung quanh đó thì vẫn còn rất nhiều em zombie luôn, và những em đó, tất cả những em đó đều mặc áo giáp hết đó, và mình sẵn tiện mình tiện tay mình bắt luôn em này đó, và thế là chúng ta lại có một em và chúng ta lại có một em sống dai là huyền thoại thứ hai đó, kèm thứ nhất chết ngắt này đó, kèm thứ nhất chết ngắt này ha đó. Em này là em thứ hai, em đầu tiên em đi đi chào ông bà rồi đó. Rồi ha, rồi sẵn tiện đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái công việc của mình làm ở phía bên trong cái kim tự tháp nó làm tới đâu ha. Đây rồi bạn ơi, đây mình cho bạn xem nè, đây nó này, chỗ này đã xong, chỗ này cũng đã xong rồi, tiếp theo qua bên đây thì chỗ này cũng đã xong luôn, qua chỗ này đây chỗ vàng và chế thuốc này cũng đã xong luôn rồi đó. Rồi tiếp tục qua bên đây thì chỗ này là chỗ nông dân đúng không, nông dân thì sao cũng đã xong luôn rồi đó, chỉ còn là chúng ta chỉ cần dụ một em zombie đi vào đây là xong đó. Và bên và cái vàng pha chế thuốc đó, cái vàng pha chế thuốc đó thì chúng ta cũng chỉ cần chủ
cũng chỉ cần dụ một em zombie vô nữa đi đi vào nữa là xong đó. Còn bên đây thì là cái chỗ một cái khu gì ta, thợ vẽ bản đồ đó. Thợ vẽ bản đồ thì mình vẫn chưa có ha. Còn hai cái chỗ này hay là hai chỗ trống nè đó. Thì hiện tại bây giờ mình không biết là hai cái chỗ này là chúng ta sẽ cho thêm cái nghề gì đó, cho nên là hiện tại giờ mình cứ việc bỏ trống đó thôi đó, chứ không có gì đâu đó. Và có thể là mình sẽ nghỉ ngơi thôi bạn ấy, mình sẽ nghỉ thôi, mặc dù bây giờ nó chỉ mới có 10 giờ thôi đó. Nhưng mà mình bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu của sự gì ta, mình cảm thấy có một sự đau đầu nhẹ đó. Mình cảm thấy có một sự đau đầu nhẹ các mọi người, cho nên thành ra là mình phải đi ngủ thôi bạn. Chứ nói thiệt các bạn, chứ mà hình như là từ nãy nè, từ nãy tới giờ là mình đeo tai phone cũng phải liên tục luôn, mình đeo tai phone cũng hơi bị liên tục luôn chứ không có bỏ ra đâu đó. Rồi hẹn gặp lại bạn vào sáng mai. Sáng mai thì tôi thấy là mình sẽ làm tiếp ha. Rồi, hot game. Bye bye. Vâng, xin chào bạn nha. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay lại một ngày nữa rồi. Thì hôm nay là bây giờ là 6 giờ tối rồi. Đó. Thì hôm nay thì 6 giờ tối mình mới bắt đầu mình quay đây. Đó. Thì lý do là gì? Lý do là lười thôi. Lười thôi chống cái gì chân khỏi. Từ sáng giờ lười thôi chống cái gì á. Rồi bây giờ thì mới xiên đây. Rồi. Thì tất cả chỗ này đều đã có mấy em dân lạc hết rồi. Bây giờ thì chỗ này chỉ cần vụ zombie vô nữa là xong. Lại cái chỗ bên đây, cái chỗ bên nông dân bên kia nữa là xong rồi đó. Và thêm cái phần mà ở người ta bản đồ, đúng rồi, mấy cái con mà làm nghề với bản đồ đó, thêm bên đây nữa. Đó là coi như là chúng ta đã hoàn thành xong hết luôn nha. Đó. Và mình sẽ đi sửa luôn. Đó. Và xong phần đó thì mình sẽ đi sửa lại cái chỗ đó. Đây cái chỗ đường đi lên cái máy phao mình nè. Đó, mình sẽ sửa nó lại thành một cái đường nước. Đó, thành một cái thang máy nước các bạn, đi đi lên đi xuống cho nó nhanh bạn, chứ leo thang nó mệt quá, thật leo thang đúng mệt luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái công việc vận chuyển tù dân đàn ha. Và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình vận chuyển xong. Rồi vậy thôi, ok bạn ơi, giờ mình đã quay trở lại ở đây đó, và mình đã hoàn thành xong rồi đó. Ăn miếng cho coi, đây rồi. Ôi chà, nhà hơi ồn nha. Đây, và đây, mình đã gọi là dày công, gọi là mất rất nhiều thời gian để mà dẫn chuyển cái tuổi này vào bạn. Đó, đây, tất cả đã xong ha. Còn bên chỗ này thì mình không biết là nên để cái nghề gì cho nên thành ra là hiện tại bây giờ là mình bỏ trống. Đó, bây giờ thì ta chỉ việc dụ một con zombie vào đây, vào trong đó, rồi vào trong đó nữa, và coi như là xong hết. Đó, và nhân tiện đây, sẵn tiện đây mình sẽ phải đi về nhà. Đó, đi về lại cái chỗ ở của mình mà, cái chỗ tạm trú đó, cái chỗ đó, đó để mà đó, cái chỗ đó, đó để mà ta làm việc các bạn, để mà mình làm một việc như thế rất là quan trọng các bạn. Rồi ok, thì cái việc quan trọng đó thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ là đó là đơn giản là bây giờ chúng ta sẽ trồng những cái cây này ra đó, để mà chúng ta lấy một cái loại đất mà cái loại đất đó là một cái loại đất đặc biệt, bởi vì cái loại đất đó là chúng ta nó có thể giúp chúng ta mọc cây nấm ha, giúp cây nấm á, cái cây nấm nó mọc được đó. Còn chứ cái đất này nè, cái đất cỏ này là cái cây nấm nó không trồng được nha, không trồng được rồi cũng không mọc được luôn đó. À quên, trồng đã nói là không trồng được rồi thì làm sao mà mọc được đúng không đó, xàm xíu. Rồi bây giờ thì mình sẽ cần phải lấy một ít bột xương để mà gọi là ta bó cho cái đám cây đó. Đây rồi, lớn lên đi. Trời ơi, cái gì mà hao như vậy, 26 cái bột xương rồi đó. Rồi đây rồi, hay quá. Đây đây mình cần cái loại đất này nè bạn, có cái loại đất này á, thì chúng ta phải trồng cây nấm ra đó được ha. Tình cảm mới biết luôn á, mới xem cái video của ông kia kìa, xem cái video của cái kênh gì Osat, không phải gì Osat hay là Obat hay là O gì đó, nói chung mình cũng không nhớ rõ tên lắm ha. Đó, thì các anh đó sử dụng cái cách này để mà mọc cây nấm ha, để làm cho cây nấm nó mọc để mà chúng ta có nhiều nấm hơn đó. Nói chung đó là cái anh đó là thuộc vào cái team của cái anh Rest đó mọi người. Mọi người biết Rest không? YouTuber Rest không? Đó. Thì nói chung cái anh đó là thuộc dạng gì, kiểu như là trong team á, team của cái anh đó đó. À, thì mình xem á thì mình mới biết. Tính ra là tôi chơi cũng lâu rồi mọi người, tôi chơi cái game này nó cũng lâu lắm rồi đó, nhưng mà tới giờ tôi mới biết á. Đó, bây giờ tôi mới biết là cái đất này nè, đó cái đất mà hồi nãy mọi người mới thấy đó, là nó có thể trồng cây nấm là được và nó có thể mọc được luôn nha. Là cây nấm cho đó, cái cây nấm trồng lên đó là có thể mọc được. Tính ra tới giờ mới biết. Rồi giờ thì chặt bỏ cái đống cây này cho rồi trồng cái cây nấm lên cho nó mọc thôi. Rồi xong phiên cái nấm bỏ bên kim tự tháp mọi người, nấm bỏ bên kim tự tháp này. Rồi đi ngủ luôn đi.
Đâu nhà máy coi. 516. Wow. Yeah, hay quá. Rồi bây giờ thì ta bắt buộc phải quay trở lại cái chỗ kia, quay trở lại cái kim tự tháp để mà ta lấy cái nấm đem về trồng mới được. Rồi, đây trồng xuống. Một xương đâu? Bón cái coi. Đó, cái cây nấm này á, nếu như mà chúng ta trồng nó lên á, thì khi mà đập các bạn, đây đập cái phần này nè, đó thì nó sẽ cho chúng ta rất nhiều nấm thêm nữa. À, vậy là chúng ta không cần phải tốn công đi xuống dưới địa ngục để mà tìm chỉ nó mệt hết các bạn. Đó, chúng ta chỉ cần làm như chúng ta chỉ cần áp dụng cái trò này thôi là chúng ta có rất là nhiều nấm luôn bạn. Tha hồ mà xài nha. Đó, chỉ có điều là hơi tốn một xương thôi chứ không có gì cho nó. Đây, bây giờ thì mình sẽ lấy thêm 20 cái nữa bạn. Đây, mía nè, bây giờ mình có mía rồi nè. Mía mình đã có, mắc nhện mình cũng đã có luôn. Bây giờ nấm mình cũng có luôn rồi. Đó, hay ho vậy không? Đó. Đây, bây giờ thì mình sẽ gọi là lấy một ít nấm. Lấy một ít nấm xong rồi sau đó chúng ta sẽ đi sửa lại cái chỗ đường đi lên cái kia, cái máy farm của chúng ta. Đây, cái đường đi lên cái máy farm quá giật đó đó. Chứ để leo thang không mà nó mệt dữ lắm. Rồi, ok. Rồi, ok, thì nói chung là chúng ta đã có được cho mình rất là nhiều nấm ha. Đây, hơn một stack luôn. Hơn một stack luôn nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vứt cái đống mầm cây này vào. Qua nhiều đường ray quá. Nhiều đường ray quá. Ôi, nhà lại ôm nữa rồi. Kiểu này chắc mình phải ngưng quay thôi bạn ơi. Cái nhà mà nó ôm ào cái gì mà làm ăn gì. Đúng không? Nhà ôm ào cái gì mà làm ăn gì được. Rồi, bây giờ ta sẽ ném cái này đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sửa lại cái đường đi lên đó của chúng ta bằng một cái thang máy nước nha bạn. Đó. Mình sẽ sử dụng, mình sẽ ốp kính nha bạn. Đó. Một mặt là kính thôi, mình sẽ ốp một cái mặt thôi. Đó. Kính thì mình sẽ ốp vô một ít thôi. Đó. Còn cái phần còn lại thì mình để không vậy thôi à, chứ không có gì trơn á. Alright. Đây, không phải để không mà làm. Đây nè, đây. Đây thí dụ đi đúng không? Đây, đây. Đó, thì cái phần này nè, cái phần này mình sẽ ốp kính. Đây là sẽ chỗ là đây sẽ là cái chỗ đường nước này. Đó. Còn đây là còn cái đây đây cái đường này nè. Đây. Đâu rồi, đây đó. Đây, cái này sẽ là cái kính nè, còn đây là cái chỗ nước nè, đi vào. Vì là đó rồi sau đó nước thì nó sẽ đẩy chúng ta lên. Đó đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào cái việc sửa cái chỗ đường đi lên này đây. Đó, sửa cái đường đi lên này đây và chúng ta sẽ cắt bó đoạn này bởi vì sao bây giờ nó lâu muốn chết luôn, để làm chi cho mắc công. Rồi thì thôi. Ok bạn ơi, và có một điều khá là thú vị ở đây đó là đây đó là chúng ta đã bị mấy em zombie này cắn đây. Thật ra cái lúc mà mình dụ nha, cái lúc mà mình dụ zombie đi vào trong cái chỗ này nè đó, thì nói chung là không hiểu tại sao nghe mình dụ có một em mà nhưng mà không hiểu sao đâu xuất hiện thêm một em nữa, em mới xuất hiện ra từ đằng sau mình, em mới đánh mình. Đó. Và có thể là trong cái lúc mà em ấy đánh mình đó là em ấy có sẵn tiện em ấy đi qua bên đây, em ấy đánh chết em này rồi đánh chết em này luôn. Người sẵn tiện đánh chết em này luôn, đánh chết em này luôn. Đó thì mình đánh thì không sao cả, đánh chết thì mình chữa trị, nhưng mà lúc mà mình mở ra thì mình thấy là cái chai thủy tinh của mình nó vẫn chưa có nước. Nhưng mà nếu như mà mình chạy về nhà mình lấy nước á thì mấy con zombie ở đây chắc chắn nó sẽ bị despawn ngay lập tức. Cho nên là mình đã quyết định đặt tên cho mấy con này, nó đừng có cho nó bị despawn. Và mình đặt tên cho nó là em ơi ở lại. Và em này cũng là em ơi ở lại. Em này cũng là cái này là mình định đặt cho con zombie, mình định đặt cho con zombie, nhưng mà mình lỡ tay mình ấn vào đó thì nó thành là em yêu mình khỏe 6 đó. Còn em này thì cũng là em mới ở lại đó, vậy thôi à. Rồi bây giờ thì đi chữa trị lại cho mấy con này, rồi sau đó mình sẽ gọi là tiếp tục cái công việc đó là sửa chữa lại cái đường đi lên máy phong quá vật của mình thôi. Ok bạn ơi, mình đã chết ngắt rồi. Rồi xong phim, mất tiêu cái điểm checkpoint. Rồi vậy là bây giờ là phải thoát ra xem lại cái địa điểm của chúng ta nó nằm ở đâu nữa mới được. Rồi trời ơi, mình chết là vì do đó là chúng ta đạp trúng ngay cái cầu thang mà. Cái lúc mà mình sửa lại cái chỗ đó thì mình quên đập bỏ cái cầu thang đi, và khi nhảy xuống thì chúng ta không nhảy trúng cục slime mà chúng ta nhảy trúng cái cầu thang các bạn ạ. Giờ thế là chúng ta chết luôn. Hay, rất hay. Rồi bây giờ thì mình cũng có một xíu công việc các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ gọi là
đi chúng ta sẽ đi tìm lại cái tọa độ cũ, và sau đó ta sẽ teleport lại đó, teleport xong rồi mình sẽ ngưng, mình đi làm công việc một xíu, và sau đó mình sẽ quay trở lại mình tiếp tục. Ok bạn ơi, mình đã biết cái chỗ đó rồi. Giờ thì ta sẽ bật sang chế độ gian lận đi. ATB 596 4 rồi âm 1 2 76 đúng ta? Rồi kệ đi. Yeah, đúng rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ phải đi lại chỗ đó, ta sẽ phải lấy lại cái đồ đạc chúng ta cái mới được, nếu không nó sẽ bị biến mất đó. Thiệt tình như chết vậy, chết chết đập chúng ngay cầu thang à, kìa kìa đó cái cầu thang kìa. Ôi ôi trình đấy, chết này là cái chết nhắm sẹt luôn cùng mọi người, chết cực kỳ nhắm xít luôn á. Trời ơi cái cầu thang khốn nạn này, trời ơi. Rồi xong tụ cấp hết trơn luôn rồi, 156 cấp của tôi nó mất sạch bon luôn rồi. Ôi trời ơi. Chán thì chán chả muốn lói luôn, chán chả muốn lói luôn. Rồi ok xong phen, mất hết 156 cấp luôn. Rồi bây giờ thì chết lỡ thoát ra luôn rồi. Ok lỡ thoát ra vô lại đi, để cho chúng ta không còn có đây đây thoát ra vô lại thì cái chế độ bật chết của chúng ta nó sẽ bị tắt đi đó vậy thôi à. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi làm công việc một xíu và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình làm công việc xong nha. Ok mình quay trở lại đây đó. Thì ta đã gọi là lắp đầy được một cái hố nước, một cái đường nước chứ, một cái đường nước dài thòng lòn như thế này đây đó. Thì bây giờ thì mình sẽ gọi là ta sẽ đi xuống dưới để mà mình lấy các linh hồn, mình chỉ cần việc là đặt vào phía dưới đáy của cái chỗ này nữa là xong đó, vậy thôi à, chứ không có gì cả. Rồi xong oxy rồi, đi không sao, mất mất đi. Thì sau khi mà rồi sau đó thì sẵn tiện mình sẽ đào một cái hố rồi bạn, quay đào một cái hồ đây, đào một cái hồ siêu to khổng lồ đây để làm gì, để chúng ta có gì ta, để mà kiểu như là bây giờ là mình cũng không biết làm gì cho bạn, giờ thì mình cũng không dám gọi là xây dựng nhiều bạn, xây dựng nhiều thì mình bị hết ý tưởng bạn, hết ý tưởng thì trong cái dự án mà thế giới vô tận của chúng ta thì chúng ta không biết chúng ta sẽ xây cái gì nữa đó. Nên bây giờ mình không dám xây dựng nhiều nha đó. Cho nên hiện tại bây giờ là mình sẽ quyết định là mình sẽ đào một cái hố bự chà bá lửa ở đây, sẵn tiện đó kiểu như là làm cái hồ mà làm hồ bơi đi, kiểu như là một cái hồ bơi chơi đi, làm chơi thôi chứ không có gì chứ. Rồi ha, rồi đó thì đây là cái ống mà cái chỗ mà đường lên của chúng ta nè đó, ghê không đó, ghê không đó, bằng gạch đá luôn mới chịu à. Rồi sẵn tiện đó thì chúng ta sẽ gọi là kim tự tháp đó chúng ta sẽ xây dựng thêm đó, mình đã quyết định là mình sẽ xây dựng thêm đó, ở dưới cái đường chân này nè, chỗ phía dưới chân này của chúng ta sẽ xây dựng thêm đó. Đó, rồi thêm cái chỗ phía đầu bên kia nữa đó, cái chỗ phía cái góc cạnh phía chỗ này nè đó, chúng ta sẽ xây dựng thêm một cái cột ở đây nữa đó, coi như là xong đó vậy thôi à, chứ không gì đó. Rồi bây giờ thì ta sẽ đi lấy các linh hồn đó mà đặt xuống phía dưới phần đáy của cái ống đường đi lên đó ha. Ok, thì cái này nó ra hoạt động ha. Làm thử coi. Ui, trời. Nó nhanh không? Đúng nhanh luôn. Cái này thì mấy chốc mấy hồi lên trên tới nơi rồi. À, chờ cái này cũng lâu phết á. À, tính ra hay là đi bằng cái đường nước này còn thấy lâu nữa, thử đi bằng cầu thang lâu tới coi nào. Hả? Rồi, ủa giờ sao xuống vậy? Giờ sao xuống đây? Kệ đào lỗ đi. À, chỗ này ok chỗ này thì nó ngay chỗ xà lam thì chúng ta có thể xuống được, áp sát tường, áp sát tường, yeah hay quá. Ô tối luôn rồi, đặt cái giường xuống ngủ, đặt cái giường xuống ngủ, đặt cái giường xuống ngủ, ấy da, ấy da. Rồi ngủ cái đi. Rồi hay quá, trời sáng luôn rồi, yeah tuyệt vời. Ui đau, ôi trời 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 trời, tao giỡn mặt mày á, tao giỡn mặt mày, cút cút, ôi 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 ôi,
Con này bố láo ghê luôn trời. Nó đánh. Đánh nó không cho mình phản kháng một lần nào luôn. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục xây một cái hồ nước bự chà phá lửa chỗ này luôn nha các bạn. Đó. Thì đây đây sẽ là cái ô nước. Cái ô nước này sẽ làm tâm nè, 1 nè, 2 nè. Rồi mình sẽ đào cái tầm khoảng đâu là cho nó. Đây là 1 2 đúng không? Đây là tọa độ gì đây? Tọa độ 6 đúng không? Cút lại chỗ khác rồi. 623 thì mình sẽ đào ra cho nó tầm khoảng 623 gì thì ôi ôi 623 gì thì cái ô nước ở phía trong đó là cái ô nước phía trong đó là nhiêu này? Biến chỉ hoài đúng cho mấy con này. Cái ô đó là 625 rồi. Ok, 625 gì thì mình sẽ đào ra 100 ô đi. Vậy thì chúng ta sẽ có là cái tọa độ của chúng ta nó sẽ có là 7. Chết hết đi, chết hết đi. Cút, cút ra chỗ khác, cút. Bực cái mình. Vậy chúng ta sẽ có tọa độ là 725. Ok, 725 nha. Ok bạn ơi, thì mình đã gọi là khoanh vùng ở bạn đây. Mình sẽ đào một cái hồ nước. Nói chung là một cái hình vuông 50x50 nha. Ban đầu thì mình vừa định làm 100 cơ, 100x100. Nhưng mà tới lúc mình suy nghĩ lại, thôi 100 nó to quá thôi, cho nên thành ra mình giảm xuống 50x50 nha. Đó. Và chỗ này sẽ là mình thành trở thành một cái hồ nước bự to cỡ bố luôn. Đó. Và chưa giữ chân cái sẻng nó gần hư các bạn. Đó. Thì lúc mới đào á là cái sẻng của mình nó bị giảm hết độ bền một nửa bạn. Nó giảm hết một nửa, cái mình mới thắc mắc là ủa sao mà giảm nhanh quá vậy. Tới lúc đó mình nhìn lại, trời ơi, chưa có phù phép chậm hỏng thì lấy gì mà nó không giảm nhanh đó. Cho nên là ha, mình sực nhớ ra là cái con ở trong cái kim tự tháp mình nó có một con nhân đàn, mà có một con nhân đàn nó bán sách chậm hỏng và mình đã khóa nghệ luôn rồi đó. Và mình đã kịp, nói chung là mình đã gấp cúc mình chạy lại cái chỗ đó, mình mua thêm một cuốn nữa chậm hỏng 2, nó bán sách chậm hỏng 2 nha đó. Mình mua thêm một cuốn nữa rồi mình ép hai cuốn lại thành chậm hỏng 3, rồi sau đó mình ép vô cho cái sẻng của mình nè đó. Cho nên là bây giờ nó lâu hư hơn một chút ha đó. Nhưng mà thôi, kiểu gì nó cũng gần hư rồi đó. Nói chung là giờ nó cũng gần hư rồi các bạn, nó còn có chút xíu à đó. Bây giờ mình sẽ phải bắt buộc phải đi xuống dưới địa ngục rồi, đi xuống dưới địa ngục để mà ta có thể sửa lại cái sẻng này đó. Bắt buộc phải sửa lại cái sẻng đó thôi đó, chứ không có gì hết. Mình sẵn tiện mình tìm kiếm lại kinh nghiệm luôn mà đó, mình lấy lại level luôn để mà mình phù phép lại cái kiếm này bạn. Thì ở trong kim tự tháp mình á có một con nhân làng nó bán sách sắc bén 5 bạn, sắc bén 5 luôn nha đó. Nhưng khi mà mình mua mình ép vào cái kiếm của mình á thì nó lại nói là quá đắt rồi đó, cái chữ quá đắt là bắt đầu phiền rồi đó đó. Và thế là quá đắt thì làm sao, quá đắt thì bây giờ mình chỉ còn một cách thôi, đó là mình sẽ phải xóa hết tất cả phù phép mình đã phù phép đi. Cái sửa chữa thì không sao, sửa chữa thì mình đã có con dân làng bán sách sửa chữa rồi đó. Quét cạnh thì mình chỉ cần mua từ cái con dân làng mà bán vũ khí thôi là nó có ha đó. Rồi sắc bén thì mình đã mua một cuốn rồi mà level 5 luôn, tối đa luôn rồi, cho nên chỉ cần ép vào thôi. Chậm hỏng thì cũng có con dân làng kia nó bán luôn rồi đó. Nhặt phù phép nhặt thì cũng có một con dân làng nó bán phù phép nhặt luôn rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ đi farm level bạn, farm kinh nghiệm một xíu đó. Rồi mình sẽ xóa hết toàn bộ phù phép của cây kiếm này, rồi mình phù phép lại từ đầu đó. Mình phép một phù phép lại từ đầu thì đảm bảo là ok liền. Nói chung là chúng ta sẽ có một cây kiếm có phù phép sắc bén 5 mà đó. Thì thôi, cho đơn giản thì chống cái gì cho á. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là đi xuống cái địa ngục để mà ta farm level một chút nha đó. Đây là ngày 526 rồi, ok nha. Yeah, hay quá. Mình đang ở dưới địa ngục đây đó. Thì bây giờ thì mình sẽ AFK nha bạn. Đây mình sẽ gọi là farm kinh nghiệm ở đây một xíu đó. Bây giờ thì ta sẽ lấy cây cung ra, ta chọc mấy em này một cái. Ây chết, khoan đứng lên cho cao một xíu. Đây rồi, mình sẽ khều mấy em này một cái bạn. Đó rồi. Rồi ta sẽ AFK đây tầm 1 tiếng nha bạn. Đó, giờ mình sẽ bấm đồng hồ đây. Rồi, mình đã bấm đồng hồ ở trong điện thoại của mình rồi đó bạn. Thì sau thì mình sẽ gọi là đứng ở đây cho nó áp, cho nó farm mấy bạn. Nói chung là mình sẽ đứng ở đây đó, mình AFK tầm 1 tiếng đồng hồ gì đó. Sau đó tầm 1 tiếng đồng hồ đó, thôi 1 tiếng đồng hồ sau đó mình sẽ quay trở lại. Ok. Rồi. Ok bạn ơi, một cuối cùng thì mình đã AFK được 1 tiếng xong rồi bạn. Bấm quay rồi. Mình chỉ bận đâu là chưa bấm quay chứ. Rồi. Rồi. Từ nãy giờ là nó mình lỡ tay mình ném lộn các bạn. Tức nghe là
ở trong cái đống đồ này nè, cái đống đồ mà Hopper nó hút không kịp á, là có hạt vàng nữa, nhưng mà kiểu như là nó nhiều quá bạn, nhiều quá cái mình thì mình cứ tiện tay mình cứ bấm bấm liên tục như nè, nói cho là ném lộn luôn, ném lộn hạt vàng các bạn, mà không phải là một hai hạt đâu nha, mà là 6 4 hạt đó, một stack luôn, ném hai ném lộn 2 3 một hai stack thì từ nãy giờ đó, ném lộn 1 2 stack này chứ không phải ít đâu. Ok đó, giờ mình còn có ném ném lộn mũi tên nữa bạn, ném lộn mũi tên nữa, cho nên là mình phải đi về nhà, mình bấm dừng thời gian lại, mình bấm dừng thời gian là mình đi về nhà mình lấy cái đó, lấy cái quay trở lại. Rồi ok, thì như thấy bạn thấy là cấp độ mình nó lên ghê ghê, cấp độ mình nó lên thêm ghê luôn đó, 143 level nè đó, và mình phải đi xuống rồi bạn ơi. Bảy 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 chết đó, chết đó, chết đó kìa, chết đó, mấy cái tài hư tay đâu, tay tay nhanh thằng não nó có thật đó, vậy nè lúc này nè mới xuống được chỗ này. Ok đó rồi, ok thì mình sẽ đi xuống dưới đây, mình cho cái tụi trên đó nó despawn hết các bạn đó, despawn hết đó. Chứ nó không thì tụi nó ra hoài luôn. Rồi xong tiện đây thì có mấy em gọi là tự hủy dưới đây thì mình lượm đồ của mấy em luôn, có gì đâu, không tự hủy rồi đi lượm đồ của mấy em thôi đó. Mà chưa gì chưa 10 giờ luôn mà áp à, cả con tiếng thôi mà tới 10 giờ luôn rồi, ngày 529, wow được nha, được có ló đó các bạn. Ồ thịt thúi hơi bị nhiều luôn, cái này đem về trao đổi với mấy con linh mục nè, mấy con dân làng linh mục là hơi bị đá luôn mọi người. À quên lấy cái bàn chế tạo xuống nữa, không lấy cái bàn chế tạo xuống thì lấy gì mà craft để mà craft đồ được. Còn dư ít kinh nghiệm mà nãy à. Rồi bắt đầu nhạt mũi nữa rồi mọi người ơi, nhiệt tình vậy à, cái mũi tôi nó ngộ lắm. À, lạnh quá là không cần biết là như thế nào, miễn là trời lạnh là nó nghẹt à, đúng không? Mà mở quạt gió nè, mở cái máy quạt mà mới mở mà kiểu như mà tôi bị nực đó, đúng không? À, tôi mở máy quạt mà kiểu như là cho nó thổi cái hơi gió nữa. Và quạt cơ thể của tôi nó lâu quá đó thì tôi cũng bị nghẹt mũi lắm mọi người. À, cái lỗ mũi nó hay vậy á, lỗ mũi nó hay cực kỳ luôn. À, nó thích làm cho tôi cảm giác là khó chịu cực kỳ. Cái lỗ mũi tôi hay là cái lỗ mũi của tôi nó rất là thích làm cho tôi có cảm giác khó chịu mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ craft tất cả những cái món đồ này lại, rồi sau đó thì ta sẽ đi về, không vậy thôi chứ chả có gì hết, mình đã quay trở về nhà rồi. Yeah, và hôm nay là buổi tối của ngày 529, ngủ trong qua ngày 530 liền ngay lập tức. Ok à, bây giờ thì mới 10 giờ 46 à. À mình không biết là mình có nên đào cái hố không ta, hay mình có nghĩ mình không biết là mình có nên đào cái hồ đó cho nó xong luôn không ta. Ok đi ha, bây giờ mình sẽ đào đi, đào được bao nhiêu thì được, đào được bao nhiêu thì bấy nhiêu á, được bao nhiêu thì bấy nhiêu ha. Mình nghĩ là mình nên mua thêm vài cái sẻng nữa bạn đó. Mình nghĩ là mình sẽ nên mua thêm vài cái sẻng nữa để mà chúng ta đào cho nó được lâu hơn bạn. Thôi kệ đi, bây giờ hiện tại giờ mình có một cây à, mình cứ việc sử dụng hết một cây đi ha. Ở đây thì nó bị dướng ngay cái máy farm sắt của mình, nhưng mà thôi kệ đi à, không sao à, cái chuyện đó không quan trọng à, cái quan trọng là chúng ta chỉ cần có một cái hồ trà bá lửa ở đây là được rồi à, cho nó kiểu như là có này có kia với anh ta mọi người à, có này có kia với anh ta chứ làm gì chứ. Ok bạn ơi, mình nó quay trở lại vào đây. Da cái sáng mà nó gần hư các bạn hả, da nó chà thì nó đào thì cũng chả được bao nhiêu hết bạn, nói cũng không được bao nhiêu thì cũng không đúng cho lắm, bởi vì đơn giản là bạn nhìn nè à, nó đào cũng hơi bị ghê các bạn đó, chậm không ba khác đó, ông nó đào hơi bị ghê luôn, nó khác đó các bạn đó. Rồi đó, và bây giờ thì mình đã quyết định là chúng ta sẽ mua thêm vài cây nữa bạn, chúng ta sẽ mua thêm vài cây sẻng nữa đào cho nó đã bạn. Đó. Còn cái cây này mình vẫn sẽ giữ lại và mình sẽ đem đi sửa nó. Ok, mình sẽ sửa nó lại và mình sẽ mua thêm vài cái sẻng nữa và mình sẽ ép sửa chữa nè, hiệu suất nè, chậm hỏng vô luôn đó, cho nó gọi là tha hồ mà đào bạn đó.
chứ đào một cây xong rồi gần hư chạy xuống địa ngục để sửa, rồi sau đó đào đào nó hư xong rồi chạy xuống rồi chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống, nó mất thời gian lắm bạn đó. Thà mà chạy lên chạy xuống sửa một lần sửa đâu vài chục cây đó thì nó mà ra thì mình còn bỏ bỏ thời gian mình chạy xuống, còn này mình bỏ thời gian mình chạy lên chạy xuống sửa con cây một sửa chi đúng không đó, nó cực thêm cái gì. Ok rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống thôi, hồi nãy quên đổ nước, nãy quên đổ nước ở dưới đó, bây giờ đang đang phải đợi cho nó chạy xuống rồi nè. Đây, một cây, hai cây. Ô à, thanh niên đó là có bắn xẻng hiệu sức luôn à? Ờ, không cần à, nếu như mà bay bắn xẻng hiệu sức luôn á thì à, thôi kệ đi bà, không cần, chúng ta chỉ cần cái xẻng thôi à, còn nó có ép hiệu sức thì mình xóa. Đây hiệu sức hai đúng không, không cần, tôi đã có một con, phải, tôi đã có một bé dân làng bán sách hiệu sức rồi, tôi không cần hiệu sức nữa. Ok rồi bây giờ hiện tại là bây giờ mình sẽ cần phải đi lên cái chỗ kim tự tháp của mình bạn, ở cái kim tự tháp mình hả trụ nó nhiều ngọc bảo lắm, tha hồ mà dùng nha đó, rồi có nhiều sách nữa bạn, nhiều sách sửa chữa luôn đó, tha hồ mà dùng. Ok trời gì mà còn có 6 cục vậy, đây 5 7 cục nè, đây sửa chữa à, đây chúng ta có 1 2 3 3 cây xẻng, vậy mình sẽ mua thêm một cây nữa cho nó đủ bộ luôn bạn. Đây chúng ta hiện tại giờ chúng ta có 3 cuốn sách sửa chữa đúng không, mà chúng ta mà một cây thì đã có phù phép sửa chữa rồi, vậy thì mình sẽ mua thêm một cây nữa. Ok rồi mình sẽ mua thêm cái phù phép trầm hổng luôn bạn, có trầm hổng nha, có trầm hổng với lại có hiệu sức luôn, hiệu sức 4 luôn nha bạn, hơi bị xịn đó. Em này còn giảm giá không? Ui, em này vẫn còn giảm giá mọi người ạ. À, em này vẫn còn giảm giá mặc dù mình bỏ em ấy rất là lâu rồi, mình bỏ em ấy hơi bị lâu rồi, em này thì chỉ có 9 thôi. Mình nói chung là em này thì có thể giảm giá số 1 đó, nhưng mà có điều thôi mình lười luôn. Mình lười cho em mấy bị dùm bị đánh quá cho nên thôi cho xuống còn có 9 nè. Đây trong hổng đây mọi người. Ở cần sách nữa. Quên. Ê đi ra em ơi, chỗ này không dành cho em. Đây là cái kim tự tháp tôi, không được không được không được không được không được ơi, ngủ cái ngủ cái ngủ cái. Bay rồi, ngủ cái mới được. Ngủ cái nghe. Đây ngày là 533 rồi. Ôi ôi đau đớn quá mọi người ạ. Ngày 553 một nè hai nè, rồi vậy là chúng ta đã có một cái chầm hổng ba rồi, một nè hai nè, rồi chúng ta đã có hai cái chầm hổng ba rồi. À, vậy thì như thế thì mình bị thiếu ngọc lục bảo, vậy thì mình sẽ không thể mà mua thêm một cái sản được nữa. Đây chồng không ba đây. Ok à, hai cái này đều có chồng không ba hết rồi, sửa chữa luôn nè, sửa chữa luôn nè, đó kinh dị chưa. Bây giờ thì mình sẽ cho cái em này đây, à cái em hiệu suất này em giảm giá nha mọi người, à, bằng cách là xuống em tốt mày tốt đây. À, zombie rồi, zombie ơi zombie ơi zombie đâu rồi, em zombie đã mất tiêu rồi. Ở đây đây mọi người, đúng rồi, xuống đi em, xuống zombie ở đây, ở ngoài đánh đi, rồi ok ai chết lên đúng rồi đó. Rồi mình không biết là mình còn thuốc không ta, đâu thuốc đâu rồi, mình nhớ là mình vẫn còn một chai thuốc gì đó đây, không rõ ràng tôi nhớ tôi còn một chai thuốc mà mình đó. Rồi mình sẽ giảm giá cho em đó các bạn, còn xuống còn một ngọc lục bảo để mà chúng ta mua cái cuốn sách hiệu suất cho nó gây rẻ một xíu bạn đó. Chứ bây giờ ha là mấy cái cuốn sách kia thì hiện tại ha thì mình cũng không muốn gọi là giảm giá làm gì đâu, bởi vì đơn giản là giảm giá rất là lâu đó. Giảm giá thì nó hơi lâu một xíu đó, với là giảm giá thì mình không còn đủ ngọc lục bảo nữa đâu mà vậy. Nhưng mà không giảm giá thì mình không còn đủ ngọc lục bảo đâu mà mình nên mua đồ bạn, cho nên mình phải bắt buộc giảm giá thôi. Ok ok em ấy đã biến lại thành người rồi, nghe đấy chứ, một ngọc lục bảo liền không nè, hiệu suất 4 nè đúng không, rồi một cái một nè hai nè, rồi hai cái này là 5 nè, cái nữa rồi một cây hai cây ba cây rồi thêm cây nữa. Ủa kìa
Cái gì thế? Không đủ, không có sách. Thật tình chứ. Ây à, thiệt cái mà tình á. Đây rồi, đâu em nào? Em nào là bán đây rồi, thử sức đây rồi. Đây, một cái nè, hai cái nè. Ở đây đúng không? Ba. Ừ, đó. Rồi gần như là đầy đủ hết rồi nha mọi người. Đây hiệu sức 5 với hiệu sức 5 nè. Bụp. Hiệu sức 5 với hiệu sức 5 đấy nè. Rồi cái sáng này với lại cái sáng này. Hiệu sức 5 luôn. Hiệu sức 5 với hiệu sức 5 nè. Đó. Rồi, sáng này lên. Chấm không 3 sẽ chữa hiệu sức 5. Chấm không 3 sẽ chữa hiệu sức 5. À. Được quá luôn chứ lì. À, rồi bây giờ thì mình chỉ việc là đi về nhà và gọi là mua thêm một cây sáng nữa là thế là ok rồi. Đây rồi, một cây nữa. Ừ, đúng lúc vừa hết luôn, hay ghê. Đúng lúc anh ấy vừa hết chân sáng luôn mọi người, hay quá. Nó lại hợp lý. À, có khi nào mình cho thêm cái nghề đá mài này vào không ta? À, cũng có thể mọi người, cũng có thể là mình sẽ cho cái nghề đá mài này vào luôn. À, cho nó vào trong cái kim tự tháp của mình đó chứ không có gì đâu. Rồi ok. Hiệu suất mấy? Hiệu suất 5 đúng không? Rồi. Chạm bóng 3. 4 cây sạn được chưa? 4 cây sạn đó, rồi giờ đi ngủ. Ok đi ngủ thôi. Không có gì hết trơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình đào nha các bạn. Đó. Ồ. Ở đây có một cây sạn hiệu suất nữa nè. Ồ. Ồ. Hay ho nha. Có cây sạn hiệu suất 5 này, vậy tổng cộng là mình có tới 5 cây sạn. Wow. Vậy thì đâu để mình thử mình quay về các bạn. Mình quay lại cái chỗ kim tự tháp đó của mình coi thử còn sách sửa chữa không. À, con dân làng nếu như mà nó còn bán nha, nó còn bán với giá thấp á, mình mua luôn. À, rồi cái con kia thì cái con mà bán sách hiệu suất á, đảm bảo là nó chưa có tăng giá đâu. Cho nên là chúng ta cái việc mua thêm một quyển nữa. Đầu kem sửa chữa này. Sửa chữa. Sửa chữa vẫn còn một lô bảo à. Em này dai vậy. Tính ra là mình bỏ em ấy lâu lắm luôn mọi người. Mình bỏ em ấy là cực kỳ lâu luôn đó. Vậy mà em ấy vẫn chưa tăng giá. Thôi kệ, không sao, em không tăng giá cũng không sao cả. Mình thích điều đó. Em ấy không tăng giá cũng chẳng sao, mình vô cùng thích điều đó mọi người ạ. Không tăng giá tôi lời thì có gì đâu đúng không? Chầm hỏng nè. Chầm hỏng mà. Rồi thiếu ngọc lục bảo mất tiêu rồi. Rồi em này có reset nghề được chưa? Rồi đúng không? Ok. Em này luôn. Đó lại có tiền. Đây tiền đây, tiền đây. Hai hai cuốn nha. Rồi xong. Trời ơi. Nó lại được quá. Nó lại được quá chứ lị. Đúng rồi cây nào? Ở đây cây này hiệu sức 5 nè. Lộn hồn sức 4 rồi đúng không? Bụp nha em. Sửa chữa em. Thêm cái này nữa. Thêm cái này nữa. Rồi được quá luôn. Rồi xong còn 2 cấp độ luôn. Phụ phép xong còn có 2 cấp luôn. Kệ, xứng đáng mọi người. Xứng đáng, xứng đáng. Xứng đáng mà, không sao hết. Ok mọi người á. Bây giờ thì sao, bây giờ là 11 giờ rưỡi bạn. Hơn 11 giờ rưỡi rồi. Mình không biết là mình có nên tiếp tục quay hay không nữa. Thôi, mình nghĩ là mình sẽ đào thêm một chút nha các bạn. Mình đào thêm một chút nữa, sau đó mình sẽ nghỉ mà mình đi ngủ luôn. Ok. Mình quay trở lại rồi đây các bạn ơi. Yeah. Các bạn đang thắc mắc tại sao mình lại có những cái mũi tên ở trên người đúng không? Thì tại vì hồi nãy lúc nãy là ở đây có xuất hiện một đá băng cướp. Và mình đã bị tụi nó bắt. Vậy thôi, nhưng mà không sao, mình đã giải quyết xong hết rồi. Và hãy xem đây. Thằng 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 bự chưa, mình đã đào ra một cái chỗ trời ơi phải gọi là bự chạch anh luôn đó, rộng chạch anh luôn chứ đó, ghê chưa. Nhưng mà nó vẫn chưa hết đâu bạn, hình như cái này là chỉ mới có 1/4 hay sao. Ôi chắc vậy á. Đâu đó mình xem thử coi. Thì mình sẽ lấy cái này mình đào ra. Ok á. Ở đây đây. Đó, cái xẻng này dở xẻng lắm, lít nhẹ cái thôi là đào 2-3 lóc liền chứ không có dở đâu. Ghê đó, thì nó vẫn còn chỗ đó kìa, đó nó vẫn còn phải tới đó nữa các bạn đó. Cái này hình như là chỉ mới được 1/4 hay 1/2 gì thôi à, đó.
còn lâu lắm mà đó. Nhưng mà hên đó nghe, hên đó là cái sản xịn đó đào mới một cách siêu điên cuồng mới được vậy á, chứ sản chứ cái sản phụ lâu lắm mới có. Nhưng mà thấy nè, ui đó, thấy không, quơ nè, không quơ tới đâu là nát tới đó. Cái sản này là sự quý gì các bạn, cái sản này là một cái sản xưa của sự quý gì quá ghê gớm. Rồi bây giờ thì mình sẽ thu gom hết toàn bộ thu gom hết toàn bộ đồ đạc. Mình sẽ gom hết cái đống item này rồi sau đó chúng ta sẽ tắt game đi ngủ mà thôi. Cút ra. Thiệt tình chứ chúng nghe mấy cái slam chân á là nó cứ spawn đều mãi à. Yên tâm đi bạn ơi. Sau này mình mà nói chung là ngày mai nha, mình sẽ cố gắng mà đào hết cả ngay chỗ này. Đó, rồi sau đó mình sẽ đổ nước một hàng dài vô. Lúc đó mà mấy con sợ lá mà không có cửa để mà spawn ra đâu, thì mình đổ nước rồi ha, tụi nó spawn ra đằng trời. Đổ nước ra một cái spawn kiểu gì vậy thôi, đó, đơn giản. Rồi ok. Rồi thì clip rồi mình sẽ ngưng ngay hôm nay. Bây giờ là 12:13 rồi. Ok. Rồi ngưng thôi. Ok em. Rồi bye bye, ngày mai hẹn gặp lại nhau ngày mai. Rồi giờ đi ngủ. Ok bạn ơi, và mình đã quay trở lại ở đây và yeah, tiếp tục một ngày sẽ tụ. Alright, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đào bới cái khu đây, chúng ta sẽ tiếp tục đào bới cái khu này đó, cho nó xong luôn ha đó. Để mà chúng ta có một cái hồ, có một cái hồ ở đây đó. Thì hiện tại bây giờ mình chỉ biết là mình sẽ làm một cái hồ ở đây thôi. Đó, mình còn trang trí thêm cái gì hay không đó. Có trang trí thêm cái gì hay không đó, thì mình không biết đó. Thì nói chung là chúng ta có việc cho một cái hồ ở đây đó, chúng ta sẽ có một cái hồ ở ngay tại chỗ này, một cái hồ siêu to khổng lồ đó, để mà ta có thể người ta là đừng có cho cái tụi quái nó spawn nó đây nữa, để mà cái máy của chúng ta nó năng suất hoạt động của nó được đẩy lên cao nhất có thể đó vậy thôi. Rồi ok, và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình đào xong. Vâng, và mình đã quay trở lại rồi đây, và thằng thấy chưa, cuối cùng cũng đã xong rồi mọi người à, cuối cùng cũng đã xong rồi đó, đã xong rồi nha. Bây giờ cái công việc cuối cùng của mình chỉ là đổ nước mà thôi hả, và chỉ việc đổ nước vào trong đó là coi như là xong ha. Thì sẽ có nhiều bạn nói rằng ha, là cái hố bự chà bá vậy ha, đổ với chừng nào nó mới xong. Yên tâm, tôi mới học được ở trên mạng có một cái cách đổ nước cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ là tuyệt vời luôn ha. Tuyệt vời không đúng nha, phải là tuyệt vời nó mới đúng cái bản chất của nó, không tuyệt vời không đúng đâu, phải là tuyệt vời lắm, cực kỳ là tuyệt vời luôn ha. Rồi thì cái cách đổ nước đó là như thế này đấy, ta sẽ đổ theo cái đường chéo như thế này đó, mình chỉ việc đổ theo một cái đường chéo như thế này thôi đó. Đây cái việc đổ theo một cái đường chéo, cái canh nghe, một cái đường chéo như thế này nè đó, rồi đổ theo đó, và từ từ là đảm bảo ha, là nó sẽ tự lấp đầy hết toàn bộ cái hồ nước rồi luôn đó. Thì tất nhiên chỉ là tầng 1 thôi, chỉ là cái tầng 1 thôi, chứ còn cái tầng 2 á, cái tầng 2 thì bắt buộc là mình phải đổ theo kiểu khác rồi. Ok, còn một cái thôi đó. Thấy chưa, mọi người đã thấy chưa, tôi chỉ đổ một cái đường chéo thôi đó, một cái đường chéo nhất thôi, vậy mà bây giờ là trời ơi kìa, con nó lắp kìa, tôi chỉ đổ đúng duy nhất có một cái đường chéo thôi đó, vậy mà bây giờ con nó lắp kìa, nó lắp đầy kinh khủng nghe không. Này là bị lỗi game nè, này bị lỗi game chắc luôn đó. Đổ duy nhất có một cái đường chéo thôi, nhưng mà nó đã lắp đầy như thế này rồi. Kinh khủng chưa, mọi người thấy ghê không đó. Có một cái cách đổ khác nữa, đó chính là chúng ta đổ theo góc nha mọi người. Cái sao chứ, có nghĩa là bây giờ mình sẽ đổ nè, đổ một hàng như thế này đó, rồi một hàng như thế này nữa, là coi như nó lắp toàn bộ nguyên khu này luôn đó. Cái điều cái chỗ đó, cái kiểu đó thì nó hơi lâu xíu đó, cho nên là mình quyết định là mình chơi theo kiểu là lắp theo đường chéo nha mọi người, không phải mình đổ nước theo kiểu đường chéo nha. Bây giờ thì ta sẽ đổ theo đường chéo đi đó. Tức là cái tầng này nè, cái chỗ cái tầng này thì chúng ta sẽ đổ theo đường chéo, nhưng mà còn cái tầng 2, tầng 3 chúng ta sẽ đổ theo cái đường góc nha mọi người đó. Đổ theo cái kiểu mà đường góc nè. Rồi ok bạn ơi, mình đã lắp đầy hết toàn bộ rồi đó. Nói chung cũng không có mất nhiều thời gian đó đâu đó. Nói chung là ta đã lắp đầy hết toàn bộ cái chỗ này rồi đó. Bây giờ thì mình chỉ cần đó, tầng 2 thì mình chỉ cần lắp như thế này. Đây đó, chỉ việc lắp nó ra như thế này nè đó. Chỉ cần lắp một hàng thôi đó, mình làm xong một hàng dài như thế này phải không.
rồi làm tương tự như vậy, chỉ là một hàng dài ở bên đây nữa là coi như là nó lấp đầy hết toàn bộ luôn. À, chúng ta không có cần phải múc từng cái, người ta đã lắp 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 từng chỗ, từng ô một ha, từng ô một thì nó cực lắm. À, thì đây là một cái mẹo ha, à, ta chỉ cần lắp như thế này, thì ta chỉ cần đổ nước như này nè, đổ xong như này nha, đổ xong hết một hàng dài chỗ này xong, nó tiếp tục đổ thêm một hàng dài bên đây nữa, đó, kiểu như là một hình góc vuông các bạn, đây là một cái hình góc vuông như thế này nè, đó là coi như nó đầy toàn bộ cái khô cái khu này của chúng ta nó sẽ đầy nước hết chân luôn. À, giờ mình nghĩ là mình nên làm những cái hàng rào đó mà mình chắn lại bạn, để mấy cái bé thạch dừa này không có nhảy xuống được bạn. Như bạn thấy nè, mấy bé thạch dừa này không thể spawn được ở đây nha, nhưng mà mấy bé ấy nhảy xuống từ trên chỗ đó, đó nhảy xuống đó, mấy bé này rất là phiền phức luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái công việc lắp nước, phải đổ nước, rồi khi nào xong thì mình sẽ gặp lại bạn sau. Ok rồi, ok, như tất cả bạn đã thấy chúng ta đã hoàn thành rồi. Và cái chỗ này thì mình vẫn chưa lắp hàng rào vô đủ lắm. Đây bà ngủ cái đi. Và hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Ngày 548 rồi mọi người ạ. À. Wow. Đây thì cái hàng rào chỗ đó thì mình vẫn chưa, đây hàng rào chỗ đó thì mình vẫn chưa lắp đầy đủ lắm mà. À, thì nói chung là vẫn còn thiếu thôi chứ không có gì chăng á. Và mình phải vận chuyển cái đống rương này đi ra bạn. Đống rương này là chứa đất không nè, đất mà mình đào chỗ này nè, để mà ta làm cái hồ nước ở đây. À, thì có vài bạn sẽ hỏi là ủa làm cái này làm chi, thì mình không biết. Nó thẳng qua tại mình làm thì các bạn hỏi là làm vậy chi đúng không, thì mình không biết mà. Mình không biết mình làm gì cho chi nữa, kệ làm cho có cho người ta đi, kể như làm cho nó có này có kia bạn đúng không. Kể như có người nào hỏi là cái map của mày nó có hồ nước không, đấy có kiểu vậy đó. Đó không làm cho có cho người ta thôi chứ gì chứ. Rồi sao nhỉ, mình nghĩ là chắc thôi bạn ơi, mình nghĩ là mình nghĩ là video mình nên dừng ở đây được rồi ha, và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Ok bye bye, giờ thì học tiếp rồi, bye bye nha.